Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Trung tâm Cây giống mang sự yên tâm tới mọi nhà. Thì hôm nay đội ngũ kỹ thuật của bên Trung tâm Cây giống có mặt ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để trồng dự án 100 cây sầu riêng bà lá thon. Đây là cái cây sầu riêng bà lá thon sẽ chuẩn bị được trồng ở vùng đất mới. Thì ở vùng Vĩnh Cửu Đồng Nai này là một cái vùng đất cao của một cái sườn núi, coi như là một cái sườn núi nước thoát rất là tốt đó, bà con giờ thấy không? Ở trên đây thì nó cao nè, rồi dòng xuống đó là nước nó thoát xuống rất là tốt, coi như là nó có cái độ thoát nước rất là tốt. Thì bên Trung tâm Cây giống tư vấn cho khách không cần phải lên mô mà chúng ta trồng sợi đất, rồi chúng ta sẽ làm một cái vùng kính khoảng 2 mét xung quanh để chúng ta chăm bón phân từ từ vào nha bà con đó. Và đây là cái sầu riêng bà lá thon mà bên Trung tâm Cây giống cung cấp cây giống nè, bà con thấy không? Khi mà bên Trung tâm Cây giống cung cấp thì nó hay có tên, nó có mã vạch, có mã vạch của trung tâm nè, có tên đó nha bà con. Cây thì nó phải là tứ chi, cây phải tứ chi hết nha bà con. Cây sầu riêng phải tứ chi đẹp, nó đủ điều kiện ra môi trường thì bên Trung tâm Cây giống mới cung cấp cây giống ra thị trường cho bà con. Và đặc biệt đội ngũ kỹ thuật cũng đang bón phân để trồng. Bên Trung tâm Cây giống chỉ xài phân và cái phân quả cầu lửa 0.7 mà một trong những cái công ty mà liên kết thành công với bên Trung tâm Cây giống áp dụng vào những khu vườn của bà con để khu vườn của bà con phát triển được đồng bộ nha bà con. Thì cái kỹ thuật trồng cũng như cái quy trình trồng tự để xuống cho bà con coi cái đó, để cái bao xuống coi, giới thiệu cho bà con cái bao. Đây là cái bao quả cầu hữu cơ quả cầu lửa 007, một cái thương hiệu coi như là phân bón uy tín và lớn nhất nha bà con, mà đã kết hợp thành công với bên Trung tâm Cây giống và đưa cái loại phân này ra ra thị trường để cho bà con xài. Thì tất cả các loại cây đều ổn định và tốt, nhà vườn đã chia sẻ trao đổi lại với Trung tâm Cây giống đó. Thì đặc biệt nó có 12 cái hợp chất nè, 12 hợp chất nha bà con. Nên nó là dạng bột, nó là dạng bột. Thì bên Trung tâm Cây giống là hướng dẫn chia sẻ với bà con là khi mà chúng ta trồng cái giai đoạn đầu bón lót thì chúng ta phải bón tỷ lệ 5:1, tức là 5 bao hữu cơ quả cầu lửa 0.7 cộng với một bao phô mát cho băng nè. Cái này là trộn rồi nè bà con, thấy không, những cái hạt trắng trắng này nè, những cái hạt trắng trắng này đã trộn rồi. Thì tỷ lệ 5:1, tỷ lệ 5:1 nha bà con. 5 bao quả cầu lửa 0.7 là 5 bao nữa là 200 kg, cộng trộn với một bao phô mát cho băng 20 kg, chúng ta trộn đều lên và chúng ta bón mỗi một gốc như vậy là tầm khoảng 1 kg đến 1,2 kg nha bà con. Hữu cơ nè, bón lót trước khi trồng. Giai đoạn bón lót là một trong những cái giai đoạn rất là tốt nha bà con, là chúng ta cần phải bón lót giai đoạn đầu khi mà chúng ta trồng cái cây gì cũng vậy. Tại vì khi mà cái rễ nó chuẩn bị hình thành để kích rễ nó ra môi trường thì nó phải có cái thức ăn dinh dưỡng để nó ăn, để nó nuôi cái bộ đọt ở trên đó nha bà con nhớ nha. Thì đồng thời khi chúng ta trồng xong chúng ta phải bón tưới thêm cái humic kích rễ cộng ca cô kẽm giúp cho cây ra rễ mạnh, ra rễ mạnh thì cây nó mới sung, mới phát triển được nha bà con đó. Thì bà con nên nhớ nha, trồng những cái loại cây gì thì chúng ta cần kỹ thuật trồng cũng như quy trình chăm sóc khác nhau nha bà con. Thì chúng ta trồng chúng ta phải cố gắng chăm sóc còn nếu mà con nào mà trồng mà chúng ta bỏ không, chúng ta không chăm sóc thì sau này nó rất là hệ lụy rất nhiều thứ nha bà con đó. Tại vì chúng ta tốn tiền công đầu tư ban đầu nó rất là nhiều rồi, mà chúng ta trồng mà chúng ta bỏ không chăm sóc thì nó sẽ không đảm bảo được đó. Thì cái video này chia sẻ với bà con là ở vùng Vĩnh Cửu tại Đồng Nai này có trồng được cái sầu riêng hay không, một trong những cái loại cây khó tính nhất. Thì hôm nay trực tiếp đội ngũ kỹ thuật cũng chia sẻ với bà con là có mặt tại ở tập thủy điện Hồ Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để trồng cây sầu riêng bà lá thon. Bà lá thon nha bà con, một trong những cái giống mới mà chủ đầu tư cũng muốn đi đầu cái huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai này đi đầu về một cái cây sầu riêng mới. Thì cái sầu riêng bà lá thon là một trong những cái loại sầu riêng được thị trường coi như là bên Malaysia người ta rất là ưa chuộng nhất hiện nay đó. Thì nó có mặt ở Việt Nam chúng ta cũng rất là mới mẻ đấy thôi đó. Cho nên ai muốn đầu tư về cái giống mới này, tiềm năng này thì chúng ta đi trước thị trường thì sau này chúng ta sẽ có mang lại một cái kinh tế rất là cao nha bà con. Và cũng nhắc lại với bà con, Trung tâm Cây giống là một đơn vị cung cấp cây giống, cây giá trị kinh tế cao nè, cây nhập khẩu và thiết kế những cái khu nghỉ dưỡng cho bà con nha bà con, và lắp đặt cái hệ thống ống nước cũng như cái quy trình chăm sóc cây. Thì bà con nào có nhu cầu về mô hình nào thì bà con có thể liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình, chúng tôi sẽ tư vấn cho bà con kỹ hơn và nhiệt tình hơn để bà con có cái tầm nhìn cao hơn để bà con đầu tư. Xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video tiếp theo.